Vâng ạ, xin chào các bác. Hôm nay là đều cũng là những cái ngày giáp Tết rồi, và 27, 28 Tết rồi. Thì những ngày này thì các bác rất là tất bật chuẩn bị Tết, cũng như là công việc dọn dẹp nhà cửa. Thì cuối năm rồi thì em cũng tranh thủ em lên nhanh cái video này, và lại sẽ phân tích những cái kính cơn. Đây là cái cơn mạ vàng thập niên 19. Vì cũng có rất nhiều bác nhắn tin, gọi điện hỏi em. Tại sao có những người cũng là cái cơn như thế mà sao lại bán 8 triệu rưỡi? Thì lát nữa em sẽ phân tích. Hôm nay em sẽ đi nhanh luôn, thì lát nữa em sẽ phân tích tại sao người ta lại bán 8 triệu rưỡi mà bên em lại rẻ hơn rất nhiều. Vâng, trước tiên em đi tổng quan bên ngoài trước và sau đi chi tiết và sau nó mới giá. Vâng, đây là con cơn mạ vàng thập niên 79 nhé. Đặc trưng của nó ở cầu giữa của nó có cái chữ AO. Vâng, đấy, đó là đặc trưng của cái dòng cơn mạ vàng. Con này size 52, chiều ngang 3,8 nhé. Em có đủ size, em có cả size 57 nhá. Size 57 thì chiều ngang 4,5 em có đủ hết. Về size số cứng thì em có đủ vì số lượng về hàng trăm cây, hàng nghìn cây mà. Tiếp theo là cái càng phải nhá. Và đây là càng phải của nó là 5/2 ao American Optical. Tất cả thông tin về kính thì em đều ghi bên dưới video rồi, và kèm theo những cái địa chỉ số điện thoại lâu năm thì cũng đã khẳng định làm nên tên tuổi thương hiệu rồi. Bác rất an tâm. Tiếp theo là càng trái thì nó khắc đảo chiều nhau nhá. Và là càng trái các đảo chiều nhau này. Đấy, nó là cũng là 5/2 ao American Optical. Thông tin về kính thì là bao giờ thế rất là cẩn thận, ghi đầy đủ chi tiết bên dưới video. Kèm theo cái địa chỉ số điện thoại lâu năm, rất là ô văn kê ạ. Và đấy là càng trái, đấy là bên ngoài nhá. Đây là bên ngoài càng phải nhá. Đấy ạ, chuôi ve nguyên zin nhá. Mà tất cả sản phẩm bán ra là phải là check test toàn cầu nhá. Đó. Ok. Vâng, phải nói về đề giá cả cái này nhá. Vâng. Cái này em giao lưu với các bác là giá là 5 triệu tư nhá, 5.400k, rất rất xuất sắc, rất mới nhá. Và có một số bác hỏi tại sao là tôi xem mà cái kênh kia, trang nào trang kia 8 triệu rưỡi cái gì hàng độc.com cái gì nữa em không nhớ, Gia Lai Con Tum. Thì xin thưa bác, đấy người ta nói là bọc vàng thì không phải, kênh này là chỉ là mạ vàng thôi, phải thập niên 79 đấy, không phải là bọc vàng. Mà những người bán 8 triệu rưỡi những kênh đấy thì thật ra là người ta bán trà trộn, có nghĩa là cái kính nó bán tám là kính thật bán 8,5, còn những kính dởm giả nhái nó đã bán 3-4 triệu rồi. Thì bởi vì sao? Bởi vì đối tượng đấy là trước đây nó đã bị bớ một lần rồi đấy, sau đó đối tượng bắt đầu là đi nhập những cái hàng trà trộn, vì từ trước nay nếu đều bán hàng trà trộn hàng lô, vì con gái mà đấy, con gái mà, vì độ am hiểu về kính cổ đồ cổ thì cũng chưa có, cho nên là những đối tượng đấy bán thì thông thường là nó sẽ rất amateur đấy, bán kèm theo rất nhiều đồ lô đồ lai vào một lô kính, rồi rất nhiều thứ lặt vặt khác, đồ lô đồ lai bán. Thế ra là rất nhiều anh em đã mắc bẫy trong chiêu thức thế, mà đối tượng thì nó lại bắt chuyển hết, nó không bắt đặt cọc đấy. Như bên em quy trình bán bên em thì rất là thoải mái, là bắt đầu ăn, nếu bác nào đã mua quen rồi thì là chuyển khoản hết, em vẫn ok. Còn bác nào mà chưa mua quen thì vẫn đặt cọc 100-200 đó, tùy theo cái giá trị kính nhá. Chẳng hạn như cái kính này chẳng 5 triệu tư chẳng hạn, ví dụ thế, thì các bác đặt đặt cọc 100.000. Đấy là em sẽ gửi hàng, giao hàng với thu tiền, đấy là ship code. Vì quy trình mua bán thì bên em nói rất nhiều rồi, cũng không phải nói lại cái phiên này nữa. Và còn về cái size này là size 52.8, còn cái cầu nó cầu 20, cầu ở giữa này là cầu 20, còn mắt là mắt 52, mà mắt nó là mắt xanh đen nhé. Và đấy, mắt nó là xanh đen nhạt, nó có loại màu cho nhạt, cho đậm, cho vẫn là cho đen thôi chứ không phải là cho ấy. Cho là lưu ý, bởi vì nickname mình nghe rất kêu nhiều lắm rồi, hàng độc chấm cái gì, hàng độc chấm com, rồi là shop hàng độc, rồi là thế giới đồ cổ, thế giới châu Âu, rồi là vintage quát phạm, quát quát phạm, vứt đi hết. Bởi vì đối tượng bán một khi mà không có cái địa chỉ bán hàng lâu năm, mà đối tượng đấy là hay thay địa chỉ, hay thay đổi số điện thoại đấy, tắt tính năng bình luận đấy, là có chiêu trò. Những đối tượng mà đã khi mà đăng lên cái video bán mà tắt tính năng bình luận, hay đăng lên ảnh tắt tính năng bình luận, là đều có vấn đề mà amateur lưu manh cao bao nhà hết, là ghi đặt hàng Zalo, mức Zalo, đấy là cái chiêu thức thôi. Còn mua bán tất cả kính đồ cổ thì em khuyên cáo nên mục sở thị nhà, có làm sao về bạn được. Tất cả về kính đồ cổ hay đồ đắt tiền như đồ hàng hiệu thì đấy mới là ok. Chứ còn nếu thật sự các bác mà những đối tượng bán mà đối tượng nữ mà thật sự mà em đã phân tích rất nhiều rồi, các bác để ý xung quanh nhà các bác sống từ thập niên 90, thập niên 2000 đến bây giờ, là còn những người nào phụ nữ bán kính đồ cổ như em không? Em dám khẳng định điều đó là không. Đấy, xung quanh nhà các bác ở, khu vực các bác ở thôi, em chưa nói cái địa bàn khác đó, thì bác phải xem cái phương án như thế. Bởi vì ghi đặt hàng độc chấm com mà ghi mà cái kính đúng đây là cùng là kính cơn mạ vàng đúng không ạ, mà cây này của em mới hơn, mà em bán 5 triệu tư,
mà khi anh kia anh đến mà cái này nó bán 8,5 triệu em ơi, 8,5 triệu mà là nó là bọc vàng, các thông số nó là thông số mạ không phải thông số bọc, thông số bọc nó là khác đấy. Mà khi khi phân tích bất kỳ một kính cổ hay đồ cổ nào em đều phân tích rất là kỹ về thông số bọc, thông số chuyện hay như nào, lịch sử ra đời nó làm sao, đều nói cứ thế rất là rõ ràng, tỉ mỉ chi tiết đó. Và giá là chỉ đưa ra chỉ có 5,4 triệu thôi, 5,400K thôi, và sản phẩm cũng là chất test toàn cầu mà độ mới rất là cao đấy nhá. Những cây này là trong năm thường thường đang bán toàn 5,8, 5,9, 6,10 đấy, và với cái giá giao lưu gọi là cuối năm rồi và đầu xuân năm mới rồi, quan lấy may thì em lại đưa ra cái giá ok nhất đấy. Và 5,4 triệu 5,400K nhá, và American West xa xưa, chuẩn đạo nhất của Mỹ xưa nhá, xuất sắc nhá, và không có điểm trừ đâu, và thành vách sắc nét đẹp nhá. Giờ là em quay là lúc là hơi sẩm chiều nhá, và nếu còn bình thường của nó ban ngày thì nó là long lanh lắm, và độ mới rất là cao luôn ạ. Vâng, rất cảm ơn bác xem video nhá, xin chào, hẹn gặp lại bên sau nhá.